Còn Sa Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh và sách cơ toàn quốc. Trước mắt quý vị là tác phẩm Long Chúa, một tác phẩm Long Chúa rất lâu rồi mới xuất hiện ở triển lãm. Và tác phẩm Long Chúa này của anh Hưng Thuế, thành phố Hải Dương, và cũng là trong ban tổ chức. Một cái vẻ đẹp ấn tượng của cây xanh Long Chúa này. Quý vị, cây xanh đăng long này cao khoảng tầm 3 mét. Cây cổ già, những cái đường nét ấn tượng có 102. Và chúng ta sẽ tiến lại gần để cảm nhận từ chân bệ đến đường thân. Và Sa Đức Huy cũng có lần chia sẻ rồi, nhưng ở không gian nhà vườn thì không thể chiêm ngưỡng đã được. Và ra cái sân chơi này thì mới chiêm ngưỡng mãn nhãn. Đây là những cây long mà có 102 ở Việt Nam. Quá ấn tượng quý vị. Tác phẩm này ở sân chơi tại triển lãm Hải Dương ở quê hương anh thì anh mới mang tác phẩm đi dự. Còn triển lãm ở nơi khác thì mang những tác phẩm này di chuyển cực kỳ khó quý vị ạ. Chào Vũ Đạt nhá. Ấn tượng cái cây xanh giáng long này quá chú ạ. Một cái cổ vật của Việt Nam. Quý vị nhìn cái chân bệ cốt chậu như thế này quý vị biết. Phủ kín hết chậu rồi. Thật là khủng khiếp quý vị ạ. Như vậy chúng ta cũng đủ biết được cái giá trị thời gian lớn thế nào. Một cây long to như thế này mà được làm công phu thế này thì không hề đơn giản. Đúng là Long Chúa. Ấn tượng quá. Anh em chào anh Thời. Chào Sai Đức Huy. Chào anh. Thấy tác phẩm Long Chúa ngay trước mắt của anh thì anh thấy sao? Cây này thì quá vĩ đại. Bởi vì cũng theo dõi rất là nhiều. Nay nhìn thì nó ra cái sân chơi này quá đẳng cấp quý vị. Đây này từ trước đây nhìn mình cũng làm nên những cây tử này. Rất là đặc biệt. Đặc biệt lắm quý vị ạ. Quý vị về với Hải Dương thì còn rất nhiều cây đặc biệt nữa. Mà nhiều những cái tác phẩm mà chưa một lần quý vị chiêm ngưỡng thì lần này cũng đã xuất hiện. Chúng ta sẽ chiêm ngưỡng một cái dãy cây ở trong cái khu vực này. Khu vực này là những cái tác phẩm của một số những anh em khác, và đặc biệt đa số những cây của anh Hưng Thuế. Đây là tác phẩm của anh Đàm Thềm. Và chúng ta sẽ tiến lại gần kia. Trong kia có những tác phẩm của anh Hưng Thuế rất đẳng cấp. Và Sa Đức Huy xa xa còn nhìn thấy một cái tác phẩm xanh quê siêu đẹp ở ngay trước mắt quý vị. Đằng xa nhất thì quý vị ạ. Nhưng chúng ta sẽ ngắm từ cái tác phẩm gần đến tác phẩm xa. Một tác phẩm có cái nét nghệ thuật, có sự kết hợp từ cây đến đá, tạo nên cái nét tiểu cảnh ấn tượng này. Chúng ta cảm nhận như một chúng ta đang tham quan ở một khu du lịch nào đó. Với những cái dãy núi trùng điệp, với những cái hang hộc và những cái vẻ đẹp cổ kính tự nhiên của những cái cây đại thụ. Những cái nét tạo hình ấn tượng quá. Quá nhiều cây VIP để chúng ta ngắm. Chúng ta được ăn những món ăn tinh thần ở nơi đây. Và gần như là chưa khi nào chúng ta được ăn những cái món ngon như vậy. Những cái món ăn tinh thần từ những cái tác phẩm VIP. Đây cũng là cái tác phẩm cây hai thân, cây song thụ. Rất hiếm khi xuất hiện.
một cây cổ ấn tượng, chiều cao cũng cao khoảng độ tầm 1m3. Đẹp quá cái biển. Chào hai anh em. Bác Huynh đâu rồi? Anh chắc nào? Lần nào cũng lên là cứ chào em nhé. Anh Đức Huy truyền thông rất chi là vất vả. Hai em cũng là hai cái nhân vật đóng góp rất nhiều cây quý với triển lãm Hải Dương đây. Nào Mạc Huynh. Em mang cây đấy chưa? Em mang cây đấy rồi. Em mang cây đấy rồi. Mấy cây nhỉ? Em đem 3 cây. 3 cây. 2 cây xanh, 1 cây xi. Ok em. Anh em chúng tôi đang chiêm ngưỡng những cây quý của anh Hưng Thuế. Này. Đẹp quá. Sân chơi gọi lớn chứ. Nhất từ trước cái này. Tuân cảm nhận thấy sao em? Em cảm nhận là một sân chơi thật sự là... Em đi triển lãm vào trong năm nay như đây chắc là sân chơi lớn nhất rồi. Chắc, nhiều tác phẩm nhất. Chắc chắn rồi đúng không? Nhất từ trước cái này trong năm. Quy tụ nhiều cây VIP, cây đẳng cấp nhất từ xưa nay. Từ trước cái này. Quy tụ đấy. Ngắm đi mà để ngắm cái đâu buổi sáng thì chắc là ngắm cũng không thể hết được. Vâng. Thế còn thợ nào nấp ló trong kia? À. Nghệ nhân Đặng Thụ. À nghệ nhân Đặng Thụ à? Phải không em? Em khỏe anh. Bây giờ cái này của ai mà một chút cái gì? Xưa của bác cái gì ở Đông Phương rồi bán cho. Dạ. Cho Thắng Dương Kinh. À, thắng cá chép ấy. Cho anh Thắng cá chép à? À thế à. Cho anh. À cái này thế hả? Và chúng ta sẽ đến với một tác phẩm cây xanh quê. Quý vị sẽ chiêm ngưỡng một cây xanh quê. Tuần này Tuần đã nhìn thấy cây xanh quê này từ bao giờ chưa? Chưa, lần đầu tiên đấy. Lần đầu tiên em nhìn thấy cây xanh quê này. Vì nhìn thấy to như thế nào, đẹp như thế nào. Hình như là cũng của các anh hay chú ở Hải Dương hay là... Cây này của anh Hưng Thuế em ạ. À, của anh Hưng. À, đây cả cây Long Chúa đây của anh Hưng. Quá ấn tượng quý vị ạ, cây này phải lùi xa khoảng gần chục mét mới lấy được tổng bóng. Một cây xanh quê cổ. Và những cái đường nét nghệ thuật tự nhiên kết hợp giữa đá nữa. Rất ấn tượng. Siêu đẳng cấp luôn quý vị ạ. Mặt trước, mặt sau, mặt trái, mặt phải đều cuốn hút. Và cái rễ thôi quý vị ơi, cái rễ đã méo hết rồi. Như vậy quý vị mới cảm nhận được cây già thế nào. Và đây là mặt sau. Cây của anh Hưng Thuế quý vị nhé. Hưng Thuế thành phố Hải Dương. Những tác phẩm này thì hiếm khi anh mang đi triển lãm. Những cây lớn này thì bọn Sa Đức Huy cố gắng truyền tải cho quý vị. Nhưng sẽ truyền tải chưa thể hết được. Ô chào các anh. Chào các anh nhé. Cây ấn tượng quá anh ạ. Con này chắc tối qua mới xuống hả? Cây này tối hôm qua, cây của anh Hưng Thuế đấy. Ừ. Trong ban tổ chức. Khủng khiếp thật anh ạ. Nói chung Hải Dương đợt nào cũng hoành tráng. Hơn 10 năm trước cũng hoành tráng rồi. Cái này là cây của anh Hưng Thuế và cái cây Long Chúa kia cũng hiếm khi xuất hiện. Ừ. Long Chúa. Long Chúa hiện nay cũng là của anh Hưng rồi. À của anh Hưng rồi. Của anh Hưng Thuế rồi. À. Con đấy cũng xuất xứ ở Thái Bình Anh ra đấy. À đây này, ừ. Long Chúa này. Đấy. Cũng xuất xứ Thái Bình ra đấy. Mọi người đang tham quan rất đông này. Đã thật. Rồi mời tất cả anh em nhìn đây nhá. Mọi người đang đứng ghi lại kiểu ảnh bên tác phẩm Long Chúa của anh Hưng Thuế. Một cây Long Chúa hiếm khi xuất hiện. Niềm tự hào của Hải Dương thôi đấy. Anh Duy Sượt cũng đại diện cho Hải Dương và phát biểu là niềm tự hào của Hải Dương. Đúng là niềm tự hào của Hải Dương. Không chỉ riêng Hải Dương anh ạ, mà của cả nước đấy. Đây là cây Long Chúa. Và cái tên thì cũng nói đến tất cả. Tại sao lại có tên là Long Chúa? Bởi cây xanh dáng long, cổ kính, rất già. Và không những già này còn to. Ấn tượng thật quý vị ạ.
Và em còn được thấy là triển lãm Hải Dương không phải ngẫu nhiên mà lại quy tụ nhiều cây lan xanh Thăng Long ấn tượng đấy, đúng không anh nhỉ? Hải Dương là đất ngọa hổ Thăng Long. Cây Long Chúa này này, rồi Độc Long Kim Cương này, rồi rất nhiều cây xanh Thăng Long mà chúng ta đi từ cổng chào vào chúng ta nhìn thấy, và nó là quy tụ nhiều cây xanh Thăng Long, trung tâm chính của năm miền duyên hải, cho nên là mọi sự hội tụ sẽ vâng. Không những là có nhiều cái siêu phẩm mà nếu để mà quy tụ những cái cây xanh Thăng Long quý của Việt Nam thì Hải Dương cũng là cái nơi quy tụ nhiều nhất. Một cây si khá ấn tượng. Cái si này si chúa. Lại cũng si chúa. À, Long Hóa anh nhỉ? Long Hóa, nhưng mà nó là cây si cổ. Long Hóa ấn tượng. Là một trong những cây si to là biểu tượng của Hải Dương. Vâng. Cây si cổ nó to như này mà nó nguyên bản mà không có nhiều. Hiếm, không có nhiều đúng không? Một thước phim ấn tượng, một cái không gian rất đẹp quý vị ạ. Cây này chủ sở hữu là chú Khang Lê Khang. À, Lê Khang. Lê Khang Kẻ Sạt. Chủ tịch câu lạc bộ bonsai Kẻ Sạt. Vâng. Là một triển lãm lớn vào năm 2017 nhé. Vâng. Ấn tượng quá. Những cái nét thời gian, những cái nét hóa tạo lên cái đường nét khác lạ. À, góc máy này đẹp quá quý vị ạ. Góc máy này ấn tượng quá. Một sân cây được giải thảm đỏ hết. Và không gian ở đây. Chúng ta được ngắm những tác phẩm siêu VIP. Bên cạnh này tác phẩm này cũng như cái dòng nhằm thạch anh chảy này, anh Duy ơi. Cũng một cái si. Cái si đây cũng là cái si rất già. Khiếp thật đấy. Hồng cánh sen. Si cổ đấy. Giả hóa đá rồi. Của bạn Hưng. Vâng. Bạn là Hưng Thuế. Hưng Thuế đấy. Bạn Hưng là chủ sở hữu cây Long Chúa. Vâng. Hưng bằng tuổi mình, sinh năm 81. Bạn này vườn cây của bạn ấy là đến bây giờ là cũng là tốt đầu. Vâng, của Hải Dương đấy. Cây xanh quê này cũng là cái cây khủng nhỉ anh nhỉ. Cây này phải đến rất nhiều năm rồi mới xuất hiện tại triển lãm. Vâng, rất lâu rồi mới xuất hiện quý vị nhé. Bởi vì to, to lắm quý vị ạ. Ơi. Một những cái cây tầm trung. Cây tầm trung rất ấn tượng. Mà còn nhiều những cây quý khác. Nhiều lắm quý vị ạ. Đây cũng vậy, đằng sau phía sau này. Quá nhiều cây quý của anh Hưng Thuế. Việc cây si này, cây si cái form tập trung thôi, nhưng rất ấn tượng. Tuy là chưa hoàn thiện hẳn, nhưng một cái cốt cách, cái dáng vẻ ấn tượng nghệ thuật thế này. Và cái độ tuổi cũng rất già. Có nhiều cái lu tự nhiên. Đây cái lu cơ địa. Già lắm quý vị ạ. Và trước mắt quý vị là cái cây ổi có tên là Phạm Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Lửa quý vị ạ. Một cái ổi đường nét rất nghệ thuật, rất ấn tượng. Đẹp quá quý vị ạ.
và thân kim quy, một cây xanh cổ của chú Cường Thóc cũng có mặt ở cái khu này. Quý vị, một cái khu quê rất đẹp quý vị ạ. Hình ảnh như thế này cũng nói lên tất cả. Kính thưa quý vị, Bò Sát Huy vừa gửi tới quý vị một thước phim có rất nhiều tác phẩm đẳng cấp và nhiều cái tác phẩm lâu lắm rồi mới xuất hiện, như Long Chúa rồi Cây Xanh Quê ngay trước mắt quý vị, và còn nhiều cái tác phẩm nữa của một số các anh em và đặc biệt là của anh Hưng Thuế. Thì đến đây Bò Sát Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Quý vị hãy dõi theo những cái thước phim ở triển lãm Hải Dương này. Xin được một lần nữa xin được chào tạm biệt quý vị.